Chào quý ông bà, anh chị em đến với kênh Máy Câu Nhật Bãi. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết ha. Nay mùng 3 Tết em lên 3 cây cần thôi nha. Thì 3 cây cần này đều là hàng hệ hết anh em. Những cái cần mà đáng để anh em sưu tầm ha, hàng hệ. Nói chung là đẳng cấp. Thì cây số 1 ha, cây số 1. Đây. Cây số 1 là một cây Daiwa nha, cây Daiwa Holder Lock. Đây. Cây này là 3 khúc ha. Đó, cây Daiwa Holder Lock, cây này 3 khúc nha. Cây này rất là đẹp ha. Đẹp tuyệt vời luôn anh em. Đây. Đó. Nó 3 khúc. Cứng của nó là 50, dài 3m6. Đó. Rồi, carbon xoắn ha, carbon xoắn nổi gân lên. Cây này thì có dàn khoen xích luôn ha. Đó. Khoen Fuji trầm sứ đá xám nha. Rồi. Bát nó là bát FBS D22B ha. Rồi, cái cần này thì đẹp rồi. Đó. Cái gốc là gốc chỗ này là còn nó bằng cao su nha, hơi nứt nhẹ xíu mà không sao ạ. Rồi. Đây. Đến cái là lóng số 2 và lóng cuối ha. Nè. Đó. Cứng 50 nha anh em, cứng 50. Đó. Cần về ngoại hình còn rất đẹp nha, sở hữu dàn khoen Fuji đá sứ xám ha. Cần về ngoại hình còn đẹp. Đó. Đây thì lại lóng thứ 2 ha. Lóng thứ 2 thì cái carbon nó nổi rõ ra luôn nè. Carbon xoắn nổi rõ luôn ha. Đó. Rồi, cây này á cũng là một trong những loại mà những cái cần mà hàng hệ của Daiwa ha, hệ của Daiwa đó. Thì về ngoại hình còn đẹp anh em, còn đẹp. Rồi chất rất là chất ha. Cây này mã số 1 nha. Mã số 1 này hôm nay em gửi đến anh em giá là 1 triệu nha, 1 triệu bao ship. Rồi. Với cái giá này thì khá là rẻ ha, không đắt đâu. Giá này là êm mà. Rồi. Cây số 2 ha. Cây số 2 là một cây Daiwa ha, Daiwa keo vát carbon này anh em. Đó, cây này thì bát là Fuji FBS 24 ha. Đó, cây này về ngoại hình cũng còn đẹp anh em. Cứng 50, dài 3m9. Cái chất keo vát này là được làm dùng làm áo giáp chống đạn ha. Đó. Rồi, cây này á là sở hữu một dàn khoen Fuji nha. Fuji mà Fuji có dạ quang này anh em, Fuji dạ quang ha. Đó, những cái cần này là mình nếu mà hàng bãi thì mình thấy cũng có nhưng mà hiếm lắm anh em. Đôi khi về có khi cả ngàn cây mới có một cây. Đó, những cây này là mình mua lựa hết ha. Lựa tuyển riêng ấy, sưu tầm chứ còn nếu mà nói mà mua đồ bãi mà bảo có cái này thấy hơi hiếm ha. Hơi hiếm lắm. Đó. Thì nếu mà nói mà shop nào có nhiều đâu, không có nhiều đâu nha. Shop nào may ra có cây hai cây ha. Đó, thì những cái dòng này á, là mình lúc trước mình cũng nhiều anh em. Mình sưu tầm 5-7 năm á, thì cũng sưu tầm được cỡ khoảng 5 cây thôi ha. Đó là mình mua nhiều lắm, mua từ Nam ra Bắc á. Thì mới có cái hàng này thôi. Hàng này cũng thuộc loại hàng hiếm nha anh em. Rất là hiếm. Đó. Carbon khi mà chiếu với ánh nắng này, chiếu với ánh nắng nó nổi lên ha. Đó, đưa ra chút nắng thôi. Nó nổi đỏ rực lên, nó đẹp lắm anh em. Đó. Rồi, cây này là cây số 2 ha. Dài 3m9, cứng 50. Đó, phù hợp cho anh em chơi bạo lực cơ. Những cây này là cứ đánh bạo lực thoải mái ha. Những cây này đánh xa bờ, đánh bạo lực, ngâm lăng xe, chơi gì cũng ok hết anh em. Rồi, cây số 2 gửi đến anh em giá 2 triệu nha, 2 triệu bao ship. Rồi, cây số 3 ha. Cây số 3 là một cây cần 3 khúc carbon ha. Cây này là cây Gamma Casu nha. Đó, đây anh em. Cây này thì carbon silver ha, silver là bạc nè. Đó, cứng của nó là 25, dài 4m nha. Cần về ngoại hình thì theo như mình thì cây này còn rất là mới nha. Đây ha, lóng gốc nè. Đó. Về ngoại hình còn rất mới nha anh em. Các cái vết chảy xước thì cũng không có mấy, chủ yếu là
cũng hiếm luôn nha, cũng hiếm chảy xước lắm. Đây thì cái phần gốc của nó đây có một vài chỗ chảy nhẹ đây thôi ha, phần gốc có một vài chỗ chảy nhẹ thôi này. Đó, cái này đồ bãi á thì cũng rất là hiếm nha, mà mình ít thấy nha. Này mình thấy hầu hết hàng sách tay hay sao mới có nè. Đây ha, đó, cần còn rất mới nha, cần cây này còn mới lắm anh em. Cũng có chảy xước mà không đáng kể đâu, mới lắm. Đó. Rồi, cái dàn khoen của nó ha, khoen của nó từ khoen đề 3 cho tới chỉ có một cái khoen đầu bu là không gập được thôi nha. Còn lại là tất cả là khoen gập hết ha. Một cái khoen đầu bu là không gập thôi, còn lại là khoen gập hết nha. Đó, còn lại nó là khoen gập hết. Rồi có vòng phản quang phát sáng nè. Đó, thì về cây cần này thì hàng hệ mà, nói chung theo như mình là siêu đẹp. Nào, cái lóng đỏ ngọn nó đây ha. Cây này nó đề là cứng 25, nhưng mà theo như mình á, nếu mà cứng 25 của thằng Gamma này á, thì chắc phải tương đương cứng 30 của các cái cần khác anh em. Đó, à, các cái khoen bát nó gập hết ha, khoen nó là gập hết, trừ cái khoen đầu bu là không gập thôi nha, riêng cái khoen đầu bu là không gập. Đó, rồi khoen đầu bu đây ha, đọt lớn nha, đọt nó tầm 3 ly á nha, đọt 3 ly, hơn 3 ly đó. Rồi, thì tổng thể của cây Gamma là như thế này nha. Đó, cây này rất đẹp, về ngoại hình thì còn rất mới ha. Rồi, những anh em nào mà đã từng xài hàng Gamma này là biết rồi. Còn nếu mà nói mà đồ bãi mà bảo có mấy cây Gamma mà bảo đẹp thì nói chung là anh em nếu mà thấy những cái hàng này mà săn được là cứ săn hết đi ạ. Tại vì nó hiếm lắm, nó cũng chẳng có nhiều đâu mà để săn ha. Anh em nào có thì cùng lắm cỡ tầm theo như mình không biết, chắc sốt không có nổi 5 cây đâu, có tầm cây 2 cây là cao lắm rồi ha. Chứ còn nếu mà nói mà có nhiều là không có. Mình cũng săn thời gian cũng lâu lắm mà săn được có 3 cây à, 3 hay 4 cây gì thôi. Đó. Thì hôm nay mình lên ha, lên 3 cây cần. Cái dòng này là dòng hàng hệ nha. Dòng này là nếu mà anh em câu chơi chuyên nghiệp nhìn là biết thôi. Đó, thì nên nếu mà anh em shop khác hay shop nào có bán, mà nếu bán bằng giá mình hoặc thậm chí bán cao hơn thì cũng nên mua ha. Bởi vì nó hiếm anh em, nó không có để nhiều đâu để mà mua. Ví dụ như giờ kêu mua cây này rồi hỏi còn cây nào nữa không thì mình cũng bó tay, có đâu mà còn. Còn cây hai cây. Rồi, thì cây Gamma này hôm nay mình gửi đến anh em giá là 3,5 triệu nha. Cây Gamma mã số 3 ha. Đó. Như bình thường cây này bán 5 triệu vô tư nha anh em. Cây Gamma này á, nó hàng dạng đặc biệt mà. Rồi, thì hôm nay mình lên 3 cây cần, 3 cây cần hàng hệ nha. 3 cây cần hàng hệ đẹp ha. Mùng 3 Tết mà, hôm nay cũng vẫn còn Tết. Mình chúc cả nhà, chúc cả nhà năm mới nhiều sức khỏe, vui vẻ nha. Chúc anh em câu cá thì câu được Hugo ha. Rồi ngày mai mình lên, cũng có thể mai mình lên cần tay nha. Cũng lựa ra ít cần tay lên chơi với anh em ha. Thì mãi đến ngày mùng 6 cơ. Ngày mùng 6 thì bên giao hàng người ta mới nhận hàng lại ha, rồi mới gửi cho anh em được nha. Thì anh em nào mà đặt hàng mình thì anh em cứ đặt hàng thì đến ngày mùng 6 là mình sẽ gửi ha. Rồi, thì đây, ví dụ như cây này đi, cây carbon cao vát này đi. Cây này thì mình thấy nó hiếm lắm anh em ha, thấy rất là ít shop mà có bán cái dòng này. Đó, mình thấy ít lắm, mình không thấy nhiều. Thường thì mình thấy là mình mua liền à. Mình cũng đi săn như anh em vậy đó. Tại vì mình là mình đam mê nha, mình đam mê đồ câu lắm. Rồi cũng thích câu cá, đam mê đồ câu, mình cũng siêu tầm. Rồi cũng săn dữ dằn lắm chứ không phải không đâu nha em. Săn từ Nam ra Bắc, săn từ Việt Nam qua tới Nhật ha. Săn hết những chỗ nào mà có đồ đẹp, có hàng hiếm là mình hay săn lắm. Đó. Thì những cái cần này là những cái cần rất là đẹp nha, hàng hệ chất đó. Đó. Nói chung anh em mua câu cũng được, hoặc là đáng để cho anh em sưu tầm. Thì nó những cái cần mà đáng đồng tiền bát gạo mà, đáng cho anh em sưu tầm ha. Còn về cái giá thì mình theo như mình thì cũng tùy thời điểm mà. Có thời điểm giá cao, có thời điểm giá thấp, nhưng mà giá như mình đây là rẻ rồi nha. À,
Đó, lúc trước mình có mua một cây như thế này nhưng mà mua tới giá 4 triệu 2 cơ. Đó, cũng mua một hai cây như thế này nhưng mà giá hơn 5 triệu cơ. Thì tùy thời điểm thôi nha. Còn ở trên kênh thì đó, nói chung nay mình bán giá rất là yêu thương cho anh em nha. Để mà cũng không thể nào mà bán nhiều được. Nếu mà những cái cần này bán giá đó mà đem thật nhiều ra bán thì cũng không bán được. Nếu bán vậy là thua luôn. Thì mình cảm ơn ha, mình cảm ơn anh em ủng hộ kênh mình nha. Rồi chào anh em ha.